Con xin chào các bác yêu xe đạp trên toàn quốc luôn. Hôm nay buổi chiều có 4 cây sườn nha các bác, 2 cây sườn 700C, 2 cây sườn 68. Con đưa các bác tham khảo, nếu bác nào thấy ưng được cây nào thì alo con cây đó nha. Đầu vô con giới thiệu cho các bác một cây sườn này, cây sườn 700C nha. Cái này cây sườn Lepo. Nó có biên thì không có dính nha. Đó, con rút ra được rồi. Con này nha. Có chữ nha các bác. Đó. Con này có chỗ này ha, nó xét này ha. Nó không biết nó làm sao mà tự nhiên nó xét một đoạn giữa này thôi. Đó, nó xét đoạn giữa này. Còn cái kiếm này si ha, kiếm si rất là đẹp nha các bác. Đó, hôm qua thấy ở trong nó có xét xét, con tưởng là nó xét nha, con chùi ra nó cũng khá là đẹp nha. Nó mới chùi cái kiếm này si rất là đẹp ha. Đó. Cái cổ in theo xe ha. Bắt con bơm ha, chỗ này nó sơn khá là đẹp nè. Đó, mà cái chỗ này tự nhiên nó mất tiêu, chỗ này nó xấu chỗ này ha. Thôi còn mà cái khác là con rất là ok nha. Đó, cái chỗ này nó cũng hơi xét nè. Đó, cái này nó sơn vô luôn nè. Nó dán, nó sơn vô hay sao mà nó nhìn nó nấy lắm. Rồi, cái bát gọng nước cũng rất là đẹp nha các bác. Này ngôi sao nè. Số thì đóng đầy nha. Đó, cái sườn này cao 52 nha. Cao 52 ngang 52, giác co rất là dài, rất là đẹp nha các bác. Đó. Đó, tem thì tem đây. Ha. Ừ, cái kiếm thì rất là đẹp nha, nhìn cái kiếm thon đẹp cực kỳ luôn nha các bác. Đó, cái sườn 700C kiếm thon đẹp cực kỳ luôn. Có xấu duy nhất nở chỗ này đây. Đó, chỗ này nó bị xét nè. Đó, còn đạn đít luôn nha các bác. Đạn đít luôn ha. Ở giữa gin luôn ha, có viên gin ha. Đó. Cái sườn này 700C nha các bác. Kiếm xì cực đẹp. Rồi màu thì màu xanh này, xanh độc chuối hay sao? Nó xanh kiểu xanh nó độc chuối hay sao? Rồi cái sườn này có giao lưu với giá là 2.100k bao ship nha. 2.100k bao ship cái sườn đấy. Lepo này, nó có đóng chữ đây luôn nha các bác. Rồi, đó, có viên thì in theo xe luôn ha. Đó, bác có thấy hình được cái sườn này, alo con ha. Đó, rồi 2.100k bao ship cho cái sườn này. Bác có thấy hình được, alo con. Rồi, con có một cái sườn này cũng 700C nha các bác. Cái này có muỗng nha các bác, cái muỗng rất sâu đẹp nè. Nó sườn này xài thắng gút nha, độ thắng gút nguyên gin con để luôn theo xe. Có quyền của nó trong bình thường nha, không dính ha. Đó. Cái sườn này màu xanh này, xanh nhớt nhớt nha các bác. Đó, mà của hãng Magita. Tem nào ghi hết trơn. Tem nào ghi hết nha. Số thì đóng đây nha. Số của nó là 447780 nha các bác. Đó. Cái này cũng trang cổ đồ kinh xe ha. Này cũng ghi theo xe hết nè. Nó cái sườn này nói chung là cũng khá, màu sơn cũng khá là đẹp. Đây này, ghiền hết nha, ghiền hết nha, nó bắt đầu ghiền hết nha. Rồi còn nếu con đo chiều cao của cái sườn này luôn. Rồi cái sườn này chiều cao của nó là 55 ngang nó 54 nha các bác. Có viên này, có viên cây gậy ghiền theo xe ha. Nó có mũi rất là đẹp ha. Ngàm tháng đi cơm ghiền theo xe ha. Màu xanh thì cũng khá là đẹp. Nói chung chưa chùi rửa gì hết nhưng mà rất là đẹp ha. Màu xanh con này rất đẹp. Cốt vào giữa cũng ghi theo xe luôn nha các bác. Da bằng luôn nha. Đó có chữ da bằng luôn. Đây, Shimano da bằng luôn ha. Đó, Shimano da bằng luôn ha. Đèn cũng da bằng luôn nha các bác. Đèn cũng da bằng luôn ha. Rồi con này nó hơi cao, 55 ngang 54. Rồi bác nào xưng được cái sườn 700C thì ra lô con. Con giao lưu cái sườn này là với giá là 1.400k bao ship nha. Đó, 1.400k bao ship cho cái sườn 700C. Đó, của hãng Magita thắng gút nha. Đó, bắt nạp cái hình được alo, còn có muỗng luôn ha. Có muỗng rất là đẹp, trời. Đó, mã số 2, đó, 700C luôn. 1.400k bao ship cho cây này, bắt nạp cái hình được alo con luôn ha. Đó, khá là đẹp, nước sơn ghiên luôn. Rồi, đặc trưng ha, cây sườn 68, hiệu Godman. Nó Godman, còn hãng Bigaton nha.
tên là Godman, hãng Bigaton, số nó đóng đây ha là 05052. Đó, cái sườn này cũng cao nha các bác. Đó, có nguyên cây này cũng không có dính nha, có nguyên này vẫn là có nguyên cây gậy nha, còn lành đẹp nha. Màu thì nó màu nâu nâu, nâu lông chuột, và lông chuột đó, nó sơn cũng khá là đẹp ha. Đó, cái sườn này cũng khá là đẹp. Rồi, cái sườn này tình trạng là sơn gin ha, nó nước sơn khá là đẹp, cốt yên cũng gin ha, dò dướng gin đeo xe luôn ha, kiếm gin đặc trưng ha, nó có bát bắt hàng trước ha, chén cổ cũng gin đeo xe luôn. Rồi cây này thì hơi cao nha các bác. Đó, để con đo lần chiều cao của nó. Rồi con này chiều cao nó hơi cao nha các bác, ngang là ô cao của nó là 56, ngang của nó là 55 nha. Đó, sườn hơi cao thì cái giá có lẽ cho mấy bác hơi hữu nghĩ chút xíu đi, xíu mấy bác mình muốn sửa chữa hay cải tạo hoặc là gì đó thì mình theo ý mình ha. Rồi con giao luôn cái sườn này với giá là 1.100.000 cao ship nha. 1.100.000 cao ship cho cái sườn 68 hiệu Godman nha, chiều cao 56, ngang 55. Đó, mã số 3 nha. Đó, mã số 3 cho cái sườn 68 hiệu Godman nha. Đó, các bác nào người alo con đại dòng 68 thì thường cao không nha các bác. Rồi, con sườn Magushi nha các bác. Con sườn Magushi. Magushi màu đỏ trắng rất là đẹp ha. Sườn này thì cốt viên của nó bằng nhôm mà nó không có gậy nha. Không có gậy nhưng mà vẫn không dính nha. Cốt viên này bình thường nha, không dính. Chén cổ thì chén cổ ghim theo xe. Màu sơn thì đỏ trắng rất là đẹp, ghim ha. Số con này thì đóng đầy. Đó, đóng đầy. Màu bạc cũng rất là khá là đẹp. Con này cũng hơi, nói chung là chiều cao của nó cũng hơi cao nhưng mà nó cũng không đến nỗi cao lắm. Nó cũng vừa. Còn mình thấy nó cũng còn im im. Rồi cái sườn này cũng kiếm đặc trưng của nó là ha, nó có bát bắt về đồ đầy đủ nha các bác. Tại vì dòng 68 này thì nó đặc trưng của nó là gì rồi, nó chén cổ da băng nha, giờ giữa ghim đeo xe ca băng nha. Đó, sơn cũng khá đẹp, hai màu, màu đỏ và màu trắng. Rồi cái sườn này thì không lo chiều cao của nó luôn. Rồi con này chiều cao của nó là 54 nha, ngang của nó là 55. Đó, cũng khá là ok ha. Rồi cái sườn này, cái sườn này cũng có quyền bình thường nha, không phải cái gãy. Rồi con giao luôn cái sườn này với giá là 1.100.000 bao ship nha. 1.100.000 bao ship cho cái sườn màu đỏ này. Nếu mà bác nào thấy ưng được alo con luôn ha. Rồi hôm nay buổi chiều cũng có mớ gì đó, bác nào thấy ưng được nào alo con cái đó ha. Con xin chào các bác, chúc các bác một buổi chiều thật là vui vẻ.